អញ្ជើញអង្គជោះអង្គនេះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសមនាការមន្ត្រីតុលាការអញ្ជើញសាក់សីស៊ូសាតចូលមកកាន់សាលសមនាការ Anh chơi đầm nàng sạp về nhá, còn đã chiến. Je vous remercie, Monsieur le Président. Sạp về nhà, sau mà con lộc bạc. Hier matin, la défense vous a fait part d'un certain nombre de suggestions par rapport aux témoignages qui seront entendus, qui ont été présentés par la défense. Si c'était possible, je demanderai votre autorisation de pouvoir faire mes observations par rapport aux suggestions de la défense. Je vous remercie. ឥឡូវនេះមានសំណើពីតំណាងសហប្រញ្ញាអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពិធីនៃការធ្វើសក្ខីកម្មរបស់សាក់សីសក្ខីកម្មអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាប់ចោតដោយមិនសមិញមានការចំណាប់អារម្មណ៍ពីលោកមេធាវីការពារក្តីអន្តរជាតិដែលមានការពាក់ព័ន្ធអំពី ទម្រង់ឬក៏របៀបនៃដំណើរការស្ដាប់នៅសក្ខីកម្មរបស់សាក់សីដែលត្រូវមកបង្ហាញអំពីអត្តចរិតរបស់ជនជាប់ចោតដើម្បីឲ្យបានច្បាស់លោកមេធាវីការពារក្តីអន្តរជាតិសូមលោកបង្ហាញសារជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីជំហររបស់មេធាវីការពារក្តីអំពីនីតិវិធីឬក៏របៀបនៃការស្ដាប់នៅសក្ខីកម្មរបស់សាក់សី បញ្ជាក់អំពីអត្តចរិតជនជាប់ចោតដែលលោកមានបំណងប្រាថ្នាបាននិយាយបង្ហាញពីម្សិលមិញ
Oui, merci, Monsieur le Président. Pour une meilleure clarté des débats, j'ai suggéré en effet que on laisse le témoin faire une courte déclaration avant qu'on ne lui pose des questions. Je pense que c'est une méthode qui permettra d'aller plus rapidement et de manière plus cohérente. Les témoins savent très bien pourquoi ils viennent ici. Ils viennent pour parler de la personnalité de l'accusé. Je proposais que le président leur pose la question : que pouvez-vous nous dire de la personnalité de l'accusé et les laisser faire leur témoignage ? Ça n'était pas autre chose. Yes, thank you, Mr. President. Maître Wu, there is one question that I have in relation to your request. When it comes to Dr. Goldstone, I have been informed by the witness expert support unit that he wishes to understand the parameters of the testimony he will give, I have not attempted to respond in any way. Is it your intention that he too make a statement along the lines that you summarized for the trial chamber earlier, referring to the purpose of his testimony? In short, do I need to go back to the witness expert support unit and tell them what I believe the defense wishes him to discuss before the trial chamber? Oui, merci, Madame le juge. Je pense en effet que pour le juge Goldstone, nous sommes dans un cas un peu différent des autres témoins, et peut-être pourrons-nous accompagner son témoignage par des questions. Nous avons dit très clairement lorsque nous avions donné la liste de nos témoins que nous appelions le juge Goldstone pour qu'il témoigne sur les plaidoyers de culpabilité devant les juridictions pénales internationales. Et particulièrement, qu'est-ce que les plaidoyers de culpabilité ont pu amener qu'il y aurait comme bénéfice, notamment pour la réconciliation, aux juridictions pénales internationales? Quel était le sens du témoignage que nous souhaitions du juge Goldstone? Mais effectivement, pour ce qui le concerne, si on lui pose cette première question, après il pourra alors faire sa propre déclaration. Voilà. Thank you, that's assisted me. Je vous remercie. En réalité, si je me souviens bien, la défense a présenté quatre suggestions, donc un peu plus larges que simplement la suggestion concernant la déclaration lue par les témoins. Si je reprends ces quatre points, les trois autres, du moins, il a été demandé que la déclaration du témoin décédé, M. King, soit lue. Il a été également demandé
que soit donner l'autorisation à la défense de lire une décision de justice, un arrêt d'Abramovitch. Et enfin, il a été demandé que le temps alloué au témoignage de l'expert Génard soit étendu. Alors je voudrais répondre très rapidement à ces quatre points. En commençant par le plus facile, concernant la lecture de la déclaration de feu M. King, nous ne n'y opposons pas. À partir du moment où cette déclaration est placée au dossier et où nous aurons la possibilité de mettre nos observations à l'audience concernant cette déclaration. Concernant la méthode qui est proposée aujourd'hui, à savoir que chacun des témoins qui sont présentés par la défense puisse commencer par la lecture d'une déclaration, nous pensons qu'il ne faut pas déroger à votre pratique concernant l'ensemble des témoins, à savoir que vous posiez les questions et qu'ensuite les parties posent les questions souhaitées également, notamment pour respecter un peu de spontanéité dans les témoignages. Il ne s'agit pas ici de parties civiles qui font une déclaration, mais de témoins sous serment. Il nous semble qu'il faudrait être garder la cohérence de la pratique qui était celle de la Chambre auparavant. Concernant la lecture d'une décision de justice devant cette cour, lecture assez extensive d'après ce que j'ai compris, nous souhaitons nous y opposer. Cet arrêt ne constitue pas un élément de preuve en soi. C'est une décision de jurisprudence qui a déjà été versée au dossier, dont la défense pourra faire état dans ses plaidoiries finales. Mais non seulement il ne s'agit pas d'une preuve en tant que telle, mais la question pourrait être débattue de sa pertinence, s'agissant là aussi du plaidoyer de culpabilité, qui n'est pas, que je sache, admis dans les règles internes des CETC. L'aveu selon la règle 87 alinéa 5 des règles internes est soumis devant cette chambre à l'appréciation de la chambre comme tout autre mode de preuve. C'est d'autant plus vrai ici qu'il faut noter la présence des parties civiles devant cette chambre et que donc il n'est pas envisagé un plea bargaining comme cela peut l'être devant d'autres juridictions internationalisées ou internationales inspirées de la common law. Et enfin, concernant l'augmentation du temps de parole ou de débat à propos du témoignage de l'expert Génard, les coprocureurs estiment que le temps qui est alloué est suffisant, non seulement pour éviter le caractère répétitif de ce témoignage d'expert, mais aussi eu égard à la concision du rapport qui a été produit au dossier par la défense, le rapport de l'expert Génard qui ne fait que 15 pages et dont seuls quelques paragraphes concernent directement S21. À titre de comparaison, hier matin, Maître Roux vous a parlé du temps qui a été consacré à l'examen du rapport de l'expert Craig Hutchison, mais ce rapport était nettement plus long, faisait 56 pages par exemple, et comportait de nombreuses notes de bas de page qui soutenaient les propos de l'expert. Voilà nos quatre observations concernant les suggestions faites par la défense, et je vous demande d'en tenir compte et vous en remercie.
Oui, merci, Monsieur le François Président. Je regrette que mon collègue du bureau du procureur n'a pas pu être là hier matin lorsque j'ai fait mes observations et était aussi mal informé par les autres membres du bureau sur mes demandes. Je n'ai, premier point, je n'ai jamais demandé que nos témoins lisent une déclaration. J'ai au contraire demandé qu'ils puissent faire une déclaration spontanée, comme dans le système que mon confrère connaît très bien. Le système de la civile. Donc ce point me paraît réglé, vous avez eu une mauvaise information. De la même manière, vous avez eu une mauvaise information sur l'affaire Obrenovitch. Je n'ai jamais demandé la lecture de l'arrêt Obrenovitch. J'ai dit très exactement. La défense s'est procurée la vidéo de l'audience Obrenovitch. Elle a pris des extraits de cette vidéo et notamment le réquisitoire du procureur dans l'affaire Obrenovitch. Et la défense souhaite que soit visionnée cette vidéo. Rien à voir avec la lecture qui serait insupportable pour tout le monde d'une décision de jurisprudence. Mais sur ce point, je rassure le bureau du procureur. Si cela vous pose problème que nous diffusions la cassette maintenant, elle fera partie de ma plaidoirie. J'ai la liberté de mes arguments. Il me semblait préférable qu'elle soit visionnée dans le cadre de notre discussion actuelle. Maintenant, si vous préférez que je ne l'utilise que dans ma plaidoirie, alors vous n'aurez pas l'opportunité d'y répondre. Tant pis pour vous. Quant à dire que nous ne sommes pas ici dans un plea bargaining, là aussi je regrette que le bureau des coprocureurs ne vous ait pas donné toutes les informations que nous avons échangé depuis des mois à ce sujet. Et enfin, concernant la disposition de M. Génard, qu'est-ce qui vous inquiète dans cette déposition, M. le procureur? Qu'est-ce qui pourrait justifier qu'un témoin de la défense ait moins de temps qu'un témoin de l'accusation? Qu'est-ce qui pourrait justifier qu'un expert de la défense ait moins de temps qu'un expert du procureur alors qu'ils sont sur le même sujet? Vous êtes si inquiet que cela de ce que va dire M. Génard? Mais je crois que vous avez raison d'être inquiet. Je crois que vous avez raison d'être inquiet. Mais je maintiens ma demande, non pas que M. Génard ait le même temps que M. Etchison, il lui faudra beaucoup moins de temps que M. Etchison pour dire des choses beaucoup plus pertinentes. Oui, concernant la lecture d'une déclaration, si effectivement il ne s'agit pas d'une lecture, une déclaration spontanée, nous ne nous y opposons pas, vous déciderez ce qu'il convient de faire et quelles questions vous souhaitez poser d'entrée. Concernant la vidéo,
Je reposerai la question de la pertinence par rapport au dossier qui nous occupe et m'en remettrai à la sagesse du tribunal à ce niveau-là. Concernant l'expert Génard, rien ne nous perturbe dans son témoignage, mais simplement, au dossier, je constate qu'effectivement, le rapport qui est présenté comme support à ce témoignage est extrêmement succinct et, à notre avis, ne nécessite pas qu'un temps supplémentaire soit octroyé. C'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie, Monsieur le Président. សួស្តីតើលោកស្រីមានឈ្មោះអ្វី រស់នៅទីកន្លែងណាសពថ្ងៃនេះហើយប្រកបមុខរបរកស៊ីអ្វីដែរចាសពថ្ងៃនៅខ្ញុំនៅភូមិពោធិ៍សែនស្នាយសង្កាត់ស្រយើក្រុងស្ទឹងសែនអត់មានរបរទេគឺជាគ្រូបង្រៀនចូលនិវត្តន៍តាមរបាយការណ៍របស់កលាមជីសមនការថាលោកស្រីមិនមានចំណង ញាតិលោហិតឬក៏ញាតិប្រពន្ធឬក៏ជាសហព័ន្ធជាមួយនឹងភាគីណាមួយនៅរឿងក្តីនេះទេហើយថាលោកស្រីបានស្បត់រួចហើយមុននឹងអញ្ជើញចូលមកក្នុងបន្ទប់សម្មនាការនេះតើជាការពិតដែរឬទេចាសជាការពិតអង្គខ្ញុំរះសូមប្រាប់អំពីសិទ្ធិនិងកតញ្ញកិច្ចរបស់ ដល់សាក់សីលោកស្រីស៊ូសាតក្នុងនាមលោកស្រីជាសាក់សីអាចបដិសេធក្នុងការឆ្លើយទៅនឹងសំណួរឬក៏អំណះអំណាងណាមួយឬច្រើនដែលនាំឲ្យមានវិរុទ្ធភាពឬខ្លួនឯងមានន័យថាដោយសារតែចម្លើយនោះឬក៏អំណះអំណាងនោះនាំឲ្យលោកស្រីនឹងត្រូវទទួលរងការចោទប្រកាន់ទន្ទឹមនឹងនេះលោកស្រីមានករណីកិច្ចនិយាយទៅកាលណាដែលពិតដែលលោកស្រីបានដឹងបានឮបានឃើញដោយផ្ទាល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្លឹមសារ ដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃផ្ដោតតខៃកម្មនេះចាលោកស្រីស៊ូសាតចូលលោកស្រីនិយាយរៀបរាប់ប្រាប់ដល់អង្គសម្ណការអំពីអត្តចរិតរបស់ជនជាប់ចោតឈ្មោះកាំងកៃអ៊ីវហៅដូចដែលលោកស្រីធ្លាប់បានដឹង ក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកស្រីបានប្រឆ្លប់ប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងគាត់ចាសសូមគោរពលោកធានខ្ញុំសូមជម្រាបអង្គជម្រះក្តីថាខ្ញុំបានរៀនក្លឹបរួមគ្នាជាមួយកាំងកៃអ៊ីវ ពីឆ្នាំគឺពីឆ្នាំសិក្សា1959 និងឆ្នាំសិក្សា1960ដល់61ហើយកាំងកៃអ៊ីវនេះពីមុនគឺជាក្មេងដែលមានអចតរិតអចតរិតអតចរិតស្លូតបូតស្មោះត្រង់ចេះយោគយល់គ្នាមានចិត្តទូលាយពិសេសគឺថាគេជាសិស្សពូកែនៅក្នុងថ្នាក់ហើយដែលខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់គឺគេ គេមិនចេះលក្ខគំនិតចំណេះដឹងដែលគេចេះគឺថាគេតែងតែយកមកបញ្ជុលមិត្តនៅក្នុងក្លឹបទាំងអស់អត់មានលក្ខលៀមទេរាល់ទាំងដំណោះស្រាយគណិតវិទ្យាក្តីរូបវិទ្យាក្តីគីមីក្តីគឺថាយើងដោះស្រាយរួមគ្នាគេជាសិស្សដែលល្បីឈ្មោះនៅក្នុងសាលាប៉ុន្តែក៏គេមិនសូវមានមិត្តភក្តិច្រើនទេ ហើយជាពិសេសគឺថាគេជាមនុស្សដែលមិន
ខ្វល់ខ្វាយរឿងស្រីញីទេមិនដែលមានពាក់ព័ន្ធរឿងស្នេហាអីទាំងអស់ហើយជាមិត្តដែលជួយពង្រឹងស្មារតីយើងឲ្យខំតស៊ូរៀនសូត្រឲ្យបានរឹងមាំចាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ លោកស្រីបានធ្វើការរៀបរាប់អំពីអត្តចរិតរបស់ជនជាតិចោតនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់បានធ្វើការសិក្សាជាមួយនឹងលោកស្រីក្នុងអំឡុងរយៈពេល2ឆ្នាំឆ្នាំ1969ដល់ឆ្នាំ1960និងឆ្នាំ1960ដល់ឆ្នាំ1961កាលនោះគឺលោកស្រីនឹងគាត់នឹងរៀននៅថ្នាក់ទី ចាស់គឺយើងរៀននៅថ្នាក់ទី4និងថ្នាក់ទី3ទំនើបគឺស្មើថ្នាក់ទី8ទី9ស្បែកច្បាស់នេះហើយរៀននៅអនុវិទ្យាល័យកំពង់ធំហេតុផលយ៉ាងម៉េចទៅវាមានភាពខុសគ្នាបន្តិចរវាង អត្តចរិតរបស់គាត់ស្លូតបូតស្មោះត្រង់យោគយល់គ្នាចេះឈឺឆ្អាលជួយធុរៈដល់អ្នកដទៃហើយជួយបង្ហាត់បង្ហាញដល់មិត្តភ័ក្តិផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្លឹបអំពីចំណេះដឹងរបស់គាត់ដែលគាត់មានជាពិសេសនៅវិស័យដែលគណិតវិទ្យាមុខវិជាគណិតវិទ្យាដែលគាត់មានការចេះច្បាស់លាស់ជាងអ្នកដទៃឬក៏ជាសិស្សពូកែនោះប៉ុន្តែ បែរជាគាត់ទៅជាមនុស្សពុំសូវមានមិត្តភក្តិទៅវិញវាមានហេតុផលយ៉ាងម៉េចទៅបញ្ហាពីរនេះវាមានហេតុផលយ៉ាងម៉េចបានវាមានភាពខុសគ្នារវាងស្ថានភាពនៃលទ្ធភាពរបស់គាត់ដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតអាចចូលចិត្តដោយសារការជួយឈឺឆ្អាលការយោគយល់ស្មោះត្រង់ស្លូតបូតនិងជួយបង្ហាត់បង្រៀនអ្នកដទៃប៉ុន្តែបែរជាមិនសូវមានមិត្តភក្តិ ចាស់ខ្ញុំមិនដឹងមូលហេតុដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកស្រីបានធ្វើការសិក្សាជាមួយគ្នាហើយអាចស្គាល់អំពីអត្តចរិតរបស់គាត់ដែលលោកស្រីបានគាត់សម្គាល់ហើយបាននិយាយរួចហើយនេះសួរថាតើក្នុងអំឡុងពេលនោះគាត់មានដែលមានទំនាស់ ទោះតែងជាពាក្យសម្ដីឬក៏កាយវិការជាមួយនឹងមិត្តភក្តិផ្សេងទៀតទេរួមថ្នាក់ក្តីមិនរួមថ្នាក់ក្តីឬក៏នៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នាដែលគាត់សម្គាល់ឃើញមានដែរទេចានៅក្នុងភូមិខ្ញុំមិនដែលបានតាមដានទេតែនៅក្នុងសាលាគឺគាត់ដែរមានទាស់ជាមួយអ្នកណាទេ ចុះអកប្បកិរិយារបស់គាត់ជាមួយនឹងគ្រូបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យដែលលោកស្រីបាននិយាយថាបានរៀននៅថ្នាក់ទី 4 ហើយនិងថ្នាក់ទី 3 ទំនើបកាលនោះតើវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរអំពីអកប្បកិរិយាចំពោះគ្រូបង្រៀនឬក៏ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំសាលាពេលនោះ ចាគាត់តែងគោរពគ្រូហ្នឹងថារឿងនាំសាលាជានិច្ចមិនដែលមានទំនាស់អីនៅក្នុងសាលាទេចុះអំពីផ្នែកខាងវិន័យវិញការសិក្សារៀនសូត្ររបស់គាត់គាត់មករៀនទៀងទាត់ពេលវេលាឬក៏ទៀងទាត់ម៉ោងទេនៅពេលដែលក្នុងអំឡុងពេលសិក្សាជាមួយលោកស្រី ចាគាត់គោរពវិន័យបានអរទៀងទាត់ហើយមិនដែលអវត្តមានទេចុះពាក្យសម្ដីវិញតើសម្ដីសម្ដៅគាត់ក្នុងការប្រតិទិនតោងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលសិក្សារៀនសូត្រជាមួយនឹងលោកស្រីហ្នឹងតើគាត់មានពាក្យសម្ដី
từ căn mật phẹ rồi còn nhẹ đất tây nông dân than là hiệp giang mạch đấy chia ca cả ở được tôm rồi còn chia ca slot bột ở điệp xá chả bạn chưa ban chỉ biết phải là con chim lúc slot bột sập hiệp điệp xá mình đã chừng ngang ấy từng ó tới chấp bị chăn nằm ở bồn và buồn nơi học sập pì mà này tha phật bị chăn nằm ở bồn và học sập mũi những châu là chăn nằm ở bồn và học sập pì là hột mộc đào bạch dạ bắn tá lũ sậy thọp bàn phơ ca bạch thái chạy tông rồi cái chuột bạch thái chạy tông chỉ mùi quạt đại tí ra hột máu cứ tha chưa đại bàn tẹt tông tới ra hột khi ông mình chăm tha ta quạt từ đầu khi ông vĩnh nơi chăn nằm nào chăn nằm học trầm cũng đang học bộ môi cũng đang tay còn khi ông chăm tha khi ông mà toàn miên cồn tí quạt bàn từ tiếc nhầm hay nơi khi ông ngầm long pil chạp pi chăn nằm ở bồn và buồn nơi học sập pi mà này tha phật bị chăn nằm ở bồn và học sập pi là hột mộc đào bạch dạ bắn tá lũ sậy thọp bàn phơ ca bạch thái chạy tông rồi cái chuột bạch thái chạy tông chỉ mùi quạt đại tí ra hột máu cứ tha chưa mà toàn miên cồn tí quạt bàn từ tiếc nhầm hay nơi khi ông ngầm long pil chạp pi chăn nằm ở bồn và buồn nơi học sập pi mà này tha phật bị chăn nằm ở bồn và buồn nơi học sập pi là hột mộc đào bạch dạ bắn tá lũ sậy thọp bàn phơ ca bạch thái chạy tông rồi cái chuột bạch thái chạy tông chỉ mùi quạt đại tí ra hột máu cứ tha chưa mà toàn miên cồn tí quạt bàn từ tiếc nhầm hay nơi khi ông ngầm long pil chạp pi chăn nằm ở bồn và buồn nơi học sập pi mà này tha phật bị chăn nằm ở bồn và buồn nơi học sập pi là hột mộc đào bạch dạ bắn tá lũ sậy thọp bàn phơ ca bạch thái chạy tông rồi cái chuột bạch thái chạy tông chỉ mùi quạt đại tí ra hột máu cứ tha chưa mà toàn miên cồn tí quạt bàn từ tiếc nhầm hay nơi khi ông ngầm long pil chạp pi chăn nằm ở bồn và buồn nơi học sập pi mà này tha phật bị chăn nằm ở bồn và buồn nơi học sập pi là hột mộc đào bạch dạ bắn tá lũ sậy thọp bàn phơ ca bạch thái chạy tông rồi cái chuột bạch thái chạy tông chỉ mùi quạt đại tí ra hột máu cứ tha chưa mà toàn miên cồn tí quạt bàn từ tiếc nhầm hay nơi khi ông ngầm long pil chạp pi chăn nằm ở bồn và buồn nơi học sập pi mà này tha phật bị chăn nằm ở bồn và buồn nơi học sập pi là hột mộc đào bạch dạ bắn tá lũ sậy thọp bàn phơ ca bạch thái chạy tông rồi cái chuột bạch thái chạy tông chỉ mùi quạt đại tí ra hột máu cứ tha chưa mà toàn miên cồn tí quạt bàn từ tiếc nhầm hay nơi khi ông ngầm long pil chạp pi chăn nằm ở bồn và buồn nơi học sập pi mà này tha phật bị chăn nằm ở bồn và buồn nơi học sập pi là hột mộc đào bạch dạ bắn tá lũ sậy thọp bàn phơ ca bạch thái chạy tông rồi cái chuột bạch thái chạy tông chỉ mùi quạt đại tí ra hột máu cứ tha chưa mà toàn miên cồn tí quạt bàn từ tiếc nhầm hay nơi khi ông ngầm long pil chạp pi chăn nằm ở bồn và buồn nơi học sập pi mà này tha phật bị chăn nằm ở bồn và buồn nơi học sập pi là hột mộc đào bạch dạ bắn tá lũ sậy thọp bàn phơ ca bạch thái chạy tông rồi cái chuột bạch thái chạy tông chỉ mùi quạt đại tí ra hột máu cứ tha chưa mà toàn miên cồn tí quạt bàn từ tiếc nhầm hay nơi khi ông ngầm long pil chạp pi chăn nằm ở bồn và buồn nơi học sập pi mà này tha phật bị chăn nằm ở bồn và buồn nơi học sập pi là hột mộc đào bạch dạ bắn tá lũ sậy thọp bàn phơ ca bạch thái chạy tông rồi cái chuột bạch thái chạy tông chỉ mùi quạt đại tí ra hột máu cứ tha chưa mà toàn miên cồn tí quạt bàn từ tiếc nhầm hay nơi khi ông ngầm long pil chạp pi chăn nằm ở bồn và buồn nơi học sập pi mà này tha phật bị chăn nằm ở bồn và buồn nơi học sập pi là hột mộc đào bạch dạ bắn tá lũ sậy thọp bàn phơ ca bạch thái chạy tông rồi cái chuột bạch thái chạy tông chỉ mùi quạt đại tí ra hột máu cứ tha chưa mà toàn miên cồn tí quạt bàn từ tiếc nhầm hay nơi khi ông ngầm long pil chạp pi chăn nằm ở bồn và buồn nơi học sập pi mà này tha phật bị chăn nằm ở bồn và buồn nơi học sập pi là hột mộc đào bạch dạ bắn tá lũ sậy thọp bàn phơ ca bạch thái chạy tông rồi cái chuột bạch thái chạy tông chỉ mùi quạt đại tí ra hột máu cứ tha chưa mà toàn miên cồn tí quạt bàn từ tiếc nhầm hay nơi khi ông ngầm long pil chạp pi chăn nằm ở bồn và buồn nơi học sập pi mà này tha phật bị chăn nằm ở bồn và buồn nơi học sập pi là hột mộc đào bạch dạ bắn tá lũ sậy thọp bàn phơ ca bạch thái chạy tông rồi cái chuột bạch thái chạy tông chỉ mùi quạt đại tí ra hột máu cứ tha chưa mà toàn miên cồn tí quạt bàn từ tiếc nhầm hay nơi khi ông ngầm long pil chạp pi chăn nằm ở bồn và buồn nơi học sập pi mà này tha phật bị chăn nằm ở bồn và buồn nơi học sập pi là hột mộc đào bạch dạ bắn tá lũ sậy thọp bàn phơ ca bạch thái chạy tông rồi cái chuột bạch thái chạy tông chỉ mùi quạt đại tí ra hột máu cứ tha chưa mà toàn miên cồn tí quạt bàn từ tiếc nhầm hay nơi khi ông ngầm long pil chạp pi chăn nằm ở bồn và buồn nơi học sập pi mà này tha phật bị chăn nằm ở bồn và buồn nơi học sập pi là hột mộc đào bạch dạ bắn tá lũ sậy thọp bàn phơ ca bạch thái chạy tông rồi cái chuột bạch thái chạy tông chỉ mùi quạt đại tí ra hột máu cứ tha chưa mà toàn miên cồn tí quạt bàn từ tiếc nhầm hay nơi khi ông ngầm long pil chạp pi chăn nằm ở bồn và buồn nơi học sập pi mà này tha phật bị chăn nằm ở bồn và buồn nơi học sập pi là hột mộc đào bạch dạ bắn tá lũ sậy thọp bàn phơ ca bạch thái chạy tông rồi cái chuột bạch thái chạy tông chỉ mùi quạt đại tí ra hột máu cứ tha chưa mà toàn miên cồn tí quạt bàn từ tiếc nhầm hay nơi khi ông ngầm long pil chạp pi chăn nằm ở bồn và buồn nơi học sập pi mà này tha phật bị chăn nằm ở bồn và buồn nơi học sập pi là hột mộc đào bạch dạ bắn tá lũ sậy thọp bàn phơ ca bạch thái chạy tông rồi cái chuột bạch thái chạy tông chỉ mùi quạt đại tí ra hột máu cứ tha chưa mà toàn miên cồn tí quạt bàn từ tiếc nhầm hay nơi khi ông ngầm long pil chạp pi chăn nằm ở bồn và buồn nơi học sập pi mà này tha phật bị chăn nằm ở bồn và buồn nơi học sập pi là hột mộc đào bạch dạ bắn tá lũ sậy thọp bàn phơ ca bạch thái chạy tông rồi cái chuột bạch thái chạy tông chỉ mùi quạt đại tí ra hột máu cứ tha chưa mà toàn miên cồn tí quạt bàn từ tiếc nhầm hay nơi khi ông ngầm long pil chạp pi chăn nằm ở bồn và buồn nơi học sập pi m
ថាតើនៅពេលដែលគាត់ទៅលេងលោកស្រីនៅឆ្នាំនោះគាត់ទៅជួនាំអំពីអ្វីដែរគឺចាស់គាត់បានទៅនៅឆ្នាំ 6 Est-ce qu'il vous a demandé d'être enseignante avec lui? Je vous remercie, madame. Je n'ai pas d'autres questions à poser au témoin. Je vous remercie, madame. សូមគោរពលោកអគុណលោកប្រធានអង្គជំនុំជម្រះនិងសូមស្វាគមន៍លោកស្រីសូសាតដំណាងសហប្រិញ្ញាពុំមានសំណួរច្រើននេះគ្មានសំណួរតែមួយជូនលោកស្រីនៅក្នុងនោះលោកស្រីបានរៀបរាប់ជូនអង្គជំនុំជម្រះអំបញ្ញមិញថាលោកស្រីធ្លាប់បានរៀនសូត្រជាមួយកាំងកៃអ៊ីវ តែពីឆ្នាំបន្តគឺឆ្នាំ1969ឆ្នាំ1960និងឆ្នាំ1961ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្លឹបជាមួយគ្នាហើយបានបញ្ជាក់ពីអតីតចរិតថាគាត់ស្លូតបូតមានចិត្តទូលាយនិងបង្ហាញនៅបំណងល្អល្អជាច្រើនដល់មិត្តភក្តិរបស់គាត់សំនួរសួរថាក្រៅតែពីឆ្នាំ ពីឆ្នាំនឹងដែលលោកស្រីធ្លាប់បានរៀនជាមួយគ្នាតើលោកស្រីដែលហ៊ានអះអាងថាគាត់ជាមនុស្សដែលមានចរិតល្អចិត្តទូលាយនិងមិត្តភក្តិនោះតើលោកស្រីធ្លាប់ដែលមានបានទៅលេខស្គាល់ផ្ទះនិងភូមិនិងលំនៅឋានពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងដែរឬទេ ចាស់ខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់ផ្ទះសំបានរបស់គាត់ទេតែនៅក្នុងក្លឹបហ្នឹងគឺថាមានមិត្តខ្លះគឺថាគេចង់លាក់រឿងគេចេះហើយគេមិនចង់បង្ហាញតែគាត់គឺអត់លាក់ឯងគាត់បង្ហាញទាំងអស់ថាស្អីដែលជាកន្លឹះនៃការដោះស្រាយកណិតក្តីរូបជាក្តីគឺមីក្តីគឺថាគាត់យកមក ចែកម្លែកអត់មានលាក់លៀមថាអីចេះទេអីទេអត់ទេតែផ្ទះសំបានគាត់ខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេគ្រាន់តែដឹងថាពួកគាត់ជាឆៃហ៊ូនៅលោនេសាទអគុណលោកស្រីខ្ញុំសូមសួរបន្តសំណួរភ្ជាប់មួយទៀតចុះថាការជួបគ្នាតែពីឆ្នាំនៅក្នុងការសិក្សារបស់លោកស្រីនៅអនុវិទ្យាល័យហាក់ដូចជាវាតិចណាស់ ในในขนมนุ่งได้เข้มจังสู้ท่าในเป็ดได้การศึกษาเนื้อเป็ดนุ่งคือตรำหนักตีบุญหนึ่งตีพรำในอนุเชลัยปนนอตีบุญตีพรำยังบัดท่าการศึกษาในอนุเชลัยจมวยขี้เกล้าแต่ปีลูกใส่เคยปิดจัดกลุ่มนัดบอกกอดได้มีเลขาตุลมตุลีนงตาลูกใส่มีนกัดสมกอลเคยปิดตุสนาวิสัยหรือบอกบุกกลุ่มหนึ่งได้ที่ท่าบุกกลุ่มนุ่งมีนตุสนาวิสัย ទៅមុខយ៉ាងដូចម្ដេចដែរមានកំណត់សម្គាល់នៅបញ្ហានោះទេចានៅពេលរៀនជាមួយគ្នាយើងគិតតែរៀនយើងអត់បានកត់សម្គាល់ពីទស្សនវិស័យរបស់គាត់ទេ
អរគុណលោកស្រីសូសាតនិងអរគុណលោកទៀតអង្គជំនុំជម្រះខ្ញុំសូមបន្តសំណួរនិងជូនសក្តារីរបស់ខ្ញុំអញ្ជើញតំណាងថាបញ្ញាអន្តរជាតិ Merci monsieur le président. Mr. Lok Ismail, samakon lok prathean. Madame Sou Swath, vous nous aviez dit, nous avez dit un instant que l'accusé était membre, peut-être même le leader, je ne sais pas, vous allez me préciser, d'un groupe d'études dont vous faisiez partie. Quelle était l'importance de ce groupe aux yeux de l'accusé, étant donné que vous avez dit qu'il était un élève brillant? Faire partie de ce groupe était-ce pour lui une façon de se sentir valorisé, d'être reconnu par les autres élèves, ou bien c'était purement désintéressé? ឬក៏គាត់រៀបចំក្រុមនេះឡើងដោយមិនមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងគោលបំណងដូចនោះទេ Vous avez dit tout à l'heure qu'assez inexplicablement, apparemment, l'accusé n'avait pas beaucoup d'amis. C'est également quelque chose qui a été rapporté par Nick Dunlop dans son livre, à la page 46, dernier paragraphe, en anglais. Vous aviez dit qu'effectivement, il était reconnu au sein de l'école pour sa réussite académique, mais qui n'était cependant pas particulièrement populaire. Pensez-vous qu'il ait pu souffrir de cet état de fait? Je vous remercie. Madame Sou Swath, connaissez-vous le professeur Khe Kim Huat, un de ses maîtres depuis 1958? Est-ce qu'il a été également votre maître à cette époque? តែខ្ញុំមិនបានស្គាល់គាត់តែมันបានតាក់ទងអ្វីទេគ្រាន់តែស្គាល់ថាគាត់បង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ Est-ce que l'accusé vous a parlé de ce professeur et de l'influence qu'il pouvait avoir sur lui? Est-ce que il avait des relations normales avec ce professeur ou des relations privilégiées? D'après votre connaissance. Si je comprends bien votre témoignage, d'après vos souvenirs de lui à l'époque, rien ne remonte qui pourrait vous faire penser
qui pouvait à l'époque vous faire penser qu'un jour certains de ces professeurs atterriraient à S21 sous la direction de l'accusé. ខ្ញុំ អត់ បាន ដឹង ទេ ទើប តែ មើល សភៅ ពេជ្ឈឃាត បាត់ ខ្លួន ទើប ខ្ញុំ ដឹង ថា លោក គ្រូ កែក មូត ត្រូវ ស្លាប់ នៅ គុក ទួល ស្លែង Comment avez-vous réagi quand vous avez appris cette nouvelle de la mort de ce professeur sous sa responsabilité à S21? Vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez jamais assisté à un épisode où l'accusé aurait perdu le contrôle dans ses relations avec ses collègues d'école. Mais comment réagissait-il si quelqu'un parmi ses amis ou les autres élèves le contredisait au niveau intellectuel? Est-ce qu'il était sans réaction ou est-ce qu'il essayait de persuader l'autre qu'il avait raison, quelle était sa réaction? ខ្ញុំសូមលោកសហប្រិយាសួរសំណួរម្ដងទៀតខ្ញុំស្ដាប់មិនសូវបាន Je voudrais savoir si, dans les échanges entre amis ou entre élèves de l'école, si l'accusé défendait une thèse précise, mais qu'il était contredit par un autre élève qui ne partageait pas son point de vue, comment réagissait-il en général? Est-ce qu'il n'avait aucune réaction? Est-ce qu'il était vexé? Est-ce qu'il essayait de convaincre l'autre qu'il avait raison? Ou est-ce qu'il essaie de comprendre le point de vue de l'autre élève? Deux dernières questions très courtes. Est-ce que, Madame Sou Swath, vous avez été au courant d'une déception amoureuse concernant l'accusé à l'époque où il était à l'école à Kampong Tom? Et enfin, je voudrais vous demander si l'accusé était à l'époque secret sur ses origines chinoises, sur son passé, sur ses activités politiques et sur ses ambitions. Est-ce que vous avez perçu qu'il s'intéressait aux questions politiques de l'époque ou était-il seulement concentré sur ses études? Je
Je vous remercie, Monsieur le Président. Je n'ai pas d'autres questions. Lok Desmel, somon kon lok prathean khnyom pom mien somnu bantham su ta kan dam ta dam kan sak sai ni te. Chơi mai tvi damnang dam nat kon 3. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs. អំពីមូលហេតុនៃការអវត្តមានដល់មិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីដូច្នេះហើយខ្ញុំស្នើសុំលោកប្រធានឲ្យជម្រាបមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ពន្យល់ទៅកាន់សាក់សីហេតុអ្វីបានពុំមានដល់មិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសវនកម្មនៅក្នុងថ្ងៃនេះតោះខ្ញុំព្រះបានបង្ហាញពីម្សិលមិញហើយអំពីការឆ្លើយតបនឹងមេធាវីអំពីករណីនេះថាអង្គខ្ញុំព្រះមិនធ្វើការរៀបរាប់ប្រាប់អំពីមូលហេតុនេះខ្ញុំពោះសាក់សីនេះអំពីមិនមានវត្តមានរបស់
ពីកករណីនេះទីអំពីមូលហេតុនៃសេចក្តីសម្រេចពាក់ព័ន្ធនាំឲ្យសាក់សីនាំឲ្យដើមរូបនេះសម្រេចមិនចូលរួមក្នុងដំណើរការនីតិវិធីគឺអង្គជំរះបានជម្រាបរិះហើយអំពីសម្អាងហេតុនៃសេចក្តីសម្រេចនោះនឹងផ្ដល់ជូនឲ្យដល់ភាគីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរការពិភាក្សារបស់អង្គជំរះបានចប់ទៅគ្រប់ Oui, Monsieur le Président, nous avons bien compris hier ce que la Chambre a expliqué. Simplement, je crois qu'il est quand même tout à fait dans un procès aussi important. Il est nécessaire que tous les témoins soient informés de l'absence, enfin de la suppression d'un droit qui a été prise à l'encontre des participants. Je dirais simplement, pour parler l'audience, que ces parties civiles, et Madame le témoin ne le sait peut-être pas, ont déposé cette fameuse lettre et vont le faire dans les formes, et que pour toute personne qui veut être informée de cette lettre, il suffit de la lire de la presse du matin. ហើយយើងក៏បានទទួលព័ត៌មានថាតាមរយៈសារព័ត៌មានផ្សេងៗផងដែរដែលកសែតបានចុះទៅលើករណីទាំងអស់នេះតទៅនេះអង្គយុរៈបុគ្គលវេទិកាទៅមេធាវីការពារក្តីដើម្បីមានឱកាសក្នុងការសួរនៅសំណួរដល់សាក្សីរូបនេះសូមអញ្ជើញ សូមអរគុណលោកប្រធានសូមគោរព Luk Chakram Chit Nung Andra Chit Nung Ong Savanakar Tung Mool. Som Group Luk Srei Susan. Khyum Som Su Luk Srei. Tha Pel Rien Khnong Klap Saksa Chia Mui Kang Gai Eo. Ta Pel Nuh. Luk Kang Gai Eo. Dei Chong Hau Luk Srei. Quat Hau Luk Srei Nung Chom Chmuh Ta Mẹ Đón Rưu Kho Hau Yang Mạch. Hỡi chàng mất phép chàng ơ đình xây xây nơi cho mùi khí nế ta quạt hào giang mạch xông lục xây mê ta bà chạy Điệp sát lục mê thị ví quạt tay hào nhầm tham mình mình là hốt màu ai mất mùi tiết hào chú mô tầm đòn ក្នុងក្លឹបនឹងមានប្រុស 3 នាក់ស្រី 2 នាក់ស្រី 2 នាក់ហើយចំពោះម្នាក់ទៀតគាត់ហៅឈ្មោះហើយតែខ្ញុំនឹងគាត់អត់ហៅឈ្មោះទេ
Mình. Som okun som luk srei bichea pathaem tiet het ay ban chea kwat mun hau luk srei chom chmuh bae chea hau ming te wing. Khiêm mình chạp ở rộng đá, bố cá năng khiêm kích thà, phải chỉ gọt hai tam khmui khmui khiêm. Bố khmui khmui khiêm có nơi riêng này nâng tràn đá. Tại mình đang gọt vô rằng mấy cái bạn gọt hai khiêm thà mình. Hay gọt hai bà đây, đó tới. Ní gọt hai bà đây khiêm thà bù đá. Sông ọ cún hơi khnông mà dạ ca đài lục sấy bán sô càng đầy yếu. Ta lục sợi ai bàn lăng ông pi chi vợ phiếp rồi nơi rộp bọc càng cái yêu tế ta quạt chìa nơi trong cửa xa quạt cỏ dập dơ nơi rưu có thu thịa xong lục sợi bị chạy mơ. Cha lục mê thư viết khi ông bàn lăng quạt lăng thật quạt rực tập bật ác nông ca chai vì សូមអរគុណ លោក ប្រធាន សូម ឲ្យ លោក មេធាវី អន្តរជាតិ កាពី អន្តរជាតិ សួរ បន្ត ខ្ញុំ មិន សួរ អី ទេ សូម អរគុណ សូម ជើញ លោក មេធាវី Francoise Merci monsieur le président bonjour madame le témoin et merci d'être venu En fait, je voulais juste vous demander est-ce qu'il est bien exact que vous-même vous avez travaillé pour une organisation des droits de l'homme pendant plusieurs années. Dans, ici à Phnom Penh. Merci Et vous pourriez juste nous donner quelques indications sur ce que vous faisiez à la Likado? Quelle était votre rôle? Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions. Si ce n'est que je crois savoir que Madame Sou Swath aurait souhaité demander à la Chambre un droit de visite avec l'accusé maintenant qu'elle a témoigné. Je précise que c'est une pratique courante devant les tribunaux pénaux internationaux quand des témoins ont terminé de témoigner, ils sollicitent très souvent l'autorisation de pouvoir rendre visite à l'accusé, ce qui ne pouvait pas se faire avant cette audience. Et maintenant, vous êtes les seuls à pouvoir accorder cette autorisation. Je vous remercie. សកម្មនោះហើយគឺមានតែលោកប្រធានទេដែលមានសិទ្ធផ្ដល់ការអនុញ្ញាតបែបនេះសាក់សីដូចអត់មានបំណងនឹងទេតែបំណងនេះបែរចេញមកពីមេធាវីហ្វ្រង់សូរូទៅវិញសាក់សីនិយាយតាំងពីដើមរហូតមកដូចអត់ទាន់លឺ មិនទៅ សាក់សី តើ មាន បំណង ចង់ សួរ សុខ ទុក្ខ chuẩn chụp chào đôi vây đài lục mì tử vi phong sơ su như vậy chứ
khiêm có trong chụp quạt mà phẹt đã. Thầy chỉ đọc nề tin cho nhàng dù. Xâm nào xâm bảo lục sợi này ông nhầm đẹp nâng bị chà ná hay nâng nhầm đẹp chung lục sợi chứa kháu hay nâng bà mình miền dù mình miền tuà dù tuà tên nó cứ nâng riêng cảm thấy xâm rộp rồi mẹ lục sợi chú bà trái chạy tường chứa mùi cột chứa kháu bằng tay đâm nào ca xạm nào ca ấy lưu ní bàn chọp hơi nông ca thật đập thầy cam rồi bảo lục sợi đẹp bằng hai nhầm phí át tật chả đất rồi bảo chân chập cháu hay ông nhầm đẹp ổ cun ដល់ចំពោះលោកស្រីដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ដែងការតាមការកោះហៅរបស់តុលាការហើយកាលនេះដល់ទីបញ្ចប់ហើយលោកស្រីអាចរកកន្លែងសម្រាប់បាននៅកន្លែងសាលសម្ដែងការឬក៏កន្លែងណាមួយសមស្របដែលចាប់ពីនេះទៅលោកស្រីអាចចូលរួមក្នុងដំណើរការជាសាធារណជនបានហើយហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃនេះអង្គជំរះនឹង ពិភាក្សាហើយនឹងសម្រេចអំពីការជួបប្រតិយ្យាតោងលោកស្រីជាមួយនឹងសួរសុខទុក្ខជាមួយនឹងជនជាប់ចោតនោះថាតើគួរតែធ្វើពេលណាព្រោះពេលវេលាកំពុងតែដំណើរការសកម្មភាពជឿចុះហើយមន្ត្រីតុលាការអញ្ជើញសាក់សីមួយរូបទៀតចូលមកកាន់សាលសកម្មភាពគឺលោកទេព សែម សួស្តីសាក់សីតើលោកមានឈ្មោះទេពសែមអញ្ចឹងពិតមែនដែរឬទេខ្ញុំបាទអសូមជាដំបូងសូមគោរពប្រធានសហប្រធានសហមេធាវីសហរាជញ្ញានេះទាំងអស់ទីគោរពនិងសូមគោរពលោកគ្រូជាគ្រូរបស់ខ្ញុំជាដំបូងគឺខ្ញុំ ខ្ញុំបាត់ឈ្មោះទេពសែមពិតប្រកបមែនលោកទេពសែមតើលោកមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយ1ឆ្នាំហើយលោកទេពសែមអង្គជំរះសូមណែនាំលោកថាលោកកំអល់និយាយឆ្លើយឆាប់រហ័សពេកលោករងចាំមើលភ្លើងសញ្ញានៅក្បាលមីក្រូនឹងមានសញ្ញាភ្លើងក្រហម ចាប់ពីពេលនោះទើបលោកអាចនិយាយបានដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធទំនេញរបស់លោកនឹងត្រូវបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងកំណត់ហេតុនៃដំណើរការសកម្មភាពនិងបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទំនេញនៅក្នុងអង្គសកម្មភាពឲ្យមានការបកប្រែជូនទៅភាគីផ្សេងទៀតដែលប្រើប្រាស់ភាសាបរទេសមានភាសាបារាំងនិងភាសាអង់គ្លេសជាដើមទាំងអ្នកចូលរួមដំណើរការនៃទេវវិធីទាំងសាធារណជនផងលោកយល់ដែរឬទេលោកសប្តាហ៍នេះតើលោករស់នៅទីកន្លែងណាហើយ
tam robai ka robas kalamichi samanaka tha lok mon mien chomnong nyet lohat rue ko nyet tapuan rue ko che sak che sahapot chmuoy nang phieki nei rieng krei ni ti hai nang reka phong dae tha lok ban sbot roi hai mon nang chol mok kan sa samanaka ni ta che ka pot dae ti bat nong sai krei dae kot ban sa su rieng ka mok ni kư pot men kư tha nhóm bạn này mình miên chia sạch xa lột hạt ấy giờ vay chia mùi nâng lục đợt đôi tê nông nghiêm lục chia sạ xây ông nhóm đẹp xong pháp ông phí sức nâng cả này chỉ cách để khẳng cổng đi lục thịp xem nông nghiêm lục chia sạ xây lục ách bạc xét cho nâng xâm nú rư cầu âm nà hàm nàng nà mùi rịch ra để nòm ai đã bị rụt tập hiếp lực luôn lục hay nông niệm lục giới sạ xây lục miên cả này giới cách này gì cho cả na để bứt để lột lục bản đắng bản lư bản khơi để to lục tiếp xem ai này gì gặp ông samanaka bản đại tế tha tớ lục thọm vừa cả bất thay tự tống chiều mùi nâng chuẩn chập trao ระบวนร้อยหกสิบแปดหกสิบประมวยกอดเจียสัตราจารย์บังเรียนในศาลาสรกจึงไพรไข่กระปงจามยืนหนึ่งบานเจียสกอลกอดเนาะกอดเจียครูระบอกยมลูกพระไตรจะตรงนองเนียมเจียสักครูจะมวยหนึ่งกอดนั่งนองอย่าไปประมาณชั่นน้ำ nông kịch cho năm mà buồn buồn rồi học sập ram tới học sập mui buồn rồi học sập tới học sập năm บริเวณถนนถนัดที่ประมาณใดอดสมเลยเจ้าในโลกอัดพลิกจำรองจำอ่องมันติดเนี่ยต้องใช้เลยแต่การได้โลกประเทศจะต้องมีกฎนอกจากไปใบชั้นน้ำนู้นแต่การน้องนั้นโลกเรียนในถนัดที่ประมาณใดเชื่อมวยหนึ่งก้อน hay cả nó quật bờ riêng một vị trí vậy nơi tì nụ nơi chân nam mùi bọn bà mùa nơi học sập prem tờ tôl học sập bà mùi gọt bàn bằng riêng nhóm nơi thân ạ tì bay à, tì bay tâm nơi bị đám gọt bằng hạt nơi một vị trí người ta có nật vị trí hai bàn thêm tích nật chia năng xe ôm trì gọt bàn hạt nhóm nơi nơi thân ปอนประมวยปอนบัวน้อยหกสิบแปดหกสิบประมวยหนึ่งนาทีใบเจ้าปีชนะมาปอนประมวยร้อยหกสิบประมวยมาปอนบัวน้อยหกสิบเปิลในชนะมาปอนประมวยร้อยหกสิบประมวยมาหกสิบเปิล nhóm riêng nơi hai hai tập nặng sự gống từ thợ tì pi nó quật ban riêng chỉ một chia khmer cho nơi chăn mà pon bầm bồn nơi học sập bầm pel nâng mà pon bầm bồn nơi học sập bầm bảy
ในឆ្នាំ1967និង 68គាត់បង្រៀនខ្ញុំនៅថ្នាក់ទី1ទី1តំណើបពីដើមហើយថាមកទេមតិចគឺថាមកទេមតិចនៅថ្នាក់ទី1ហ្នឹងសាស្ត្រាចារ្យរបស់ខ្ញុំដែរថាក្នុងរយៈ3ឆ្នាំហ្នឹង លោក Tep Sem ចូល លោក និយាយ រៀបរាប់ ប្រាប់ ដល់ អង្គ សមណការ អំពី អត្តចរិត របស់ ជនជាប់ ចោត ឈ្មោះ កង្កៀវ ហៅ ដូច ដែល លោក ធ្លាប់ បាន ដឹង បាន កត់ សម្គាល់ នៅ ក្នុង អំឡុង ពេល ដែល លោក ធ្លាប់ បាន ធ្វើ បត្រ័យ ទទួល ជាមួយ នឹង គាត់ រយៈ ពេល 3 ឆ្នាំ ចាប់ ពី ឆ្នាំ 1965 រហូត ដល់ ឆ្នាំ 1968 នៅ កាល នោះ ក្នុង នាម ទំនាក់ ទំនង ជា សិស្ស គ្រូ តើ លោក កត់ សម្គាល់ ឬ ក៏ សង្កេត ឃើញ អត្តចរិត របស់ គាត់ yang na dae pel dal thlop chuop trai tak tong chea koun sah nang kru doi chnam dae khnyom bat riep rop pi 1965 ma 66 pi 67 ma 67 pi 68 nang នឹងចរិតរបស់គាត់ទុកកូនសិស្សគឺថាទៅវិញទៅមកហ្នឹងມັນយកមានចិត្តហៅថាប្រើសិទ្ធរបស់គាត់មកគៀបសង្កត់លើកូនសិស្សនោះអត់ទេគឺថាសឹងថាស្មើគ្នានឹងហើយចរិត មាន តកេត ឃើញ អ្វី ទៀត ទេ គាត់ កាច ទេ នៅ ពេល ដែល គាត់ បរៀន លោក ដូច ជា 3 ថ្នាក់ មាន ន័យ ថា មាន ការ កត់ សម្គាល់ យ៉ាង ច្បាស់ ហើយ ហើយ កម្រិត នៃ ការ យល់ ដឹង របស់ លោក កាល នោះ កម្រិត រៀន ថ្នាក់ ទី 3 ថ្នាក់ ទី 2 ថ្នាក់ ទី 1 នឹង ក៏ ជា កម្រិត នៃ ការ យល់ ដឹង ខ្ពស់ ដែរ ហើយ តម័យ នោះ គឺ មាន មនុស្ស បាន ទទួល ការ រៀន សូត្រ ការ បដោះ បដាល នឹង ការ អប់រំ នេះ បាន តិច តួច ណាស់ មាន ន័យ ថា នៅ ក្នុង សង្គម កម្ពុជា អ្នក ដែល រៀន កម្រិត នេះ គឺ មាន មនុស្ស តិច ទេ ការ តម័យ នោះ តើ លោក មាន កត់ សម្គាល់ ឃើញ អកប្បកិរិយា ក្នុង ការ បង្ហាត់ បង្រៀន ឧទាហរណ៍ ដូច ជា សិស្ស ខ្សោយ ឬ ក៏ សិស្ស ទី ទ័ល ក្រ ឬ ក៏ មាន ការ មក យឺត ចូល យឺត ឬ ក៏ មាន ការ អវត្តមាន អី ជា ដើម តើ ការ ប្រព្រឹត្ត របស់ គាត់ ចំពោះ សិស្ស ដោយ ដែល យើង បាន រៀប រាប់ អញ្ចឹង ថា លោក កត់ សម្គាល់ ឃើញ យ៉ាង ដូច ម្តេច ដែរ បាទ ក្នុង ការ កត់ សម្គាល់ របស់ ខ្ញុំ ក្នុង រយៈ 3 ឆ្នាំហ្នឹង គឺថា ការ សិក្សា គាត់ បង្រៀន មក លើ យើង ខ្ញុំ បាទ នេះ គឺថា ត្រឹម ត្រូវ តាម ពេល តាម វេលា កំណត់ ម៉ោង ហ្នឹង វាង វ័យ ណាស់ មិន ធ្វើ មិន ប្រហែស ក្នុង ការ ងារ ដែល គាត់ ធ្វើ ទេ ការ ជំនាន់ ហ្នឹង គឺថា កាន់ ការ ងារ អី គឺ គាត់ ប្រកប ក្នុង ការ ងារ របស់ គាត់ ធ្វើ ឲ្យ កូន សិស្ស ចូល ចិត្ត ស្រឡាញ់ គ្រប់ គ្រប់ គ្នា ហ្នឹង chứ គាត់ បាន សម្ដែង ប្រតិកម្ម ឬ ក៏ ធ្វើ សម្ដែង នៅ អាការៈ ឬ ក៏ អកប្បកិរិយា កិរិយា យ៉ាង ម៉េច ដែរ ចំពោះ សិស្ស ខ្ជិល ឬ ក៏ សិស្ស ដែល មិន គោរព វិន័យ សាលា ជា ដើម ចំពោះ សិស្ស ខ្ជិល សិស្ស មិន គោរព វិន័យ គាត់ មិន ដែល បាន ធ្វើ បាប អី ទេ ទេ គ្រាន់ តែ ដាស់ តឿន ឲ្យ ខំ សិក្សា រៀន សូត្រ បាទបកើត ដាស់តឿន ឲ្យ រៀន សូត្រ ឲ្យ បកើត ជា ក្លឹប អី រៀន សូត្រ អី ចឹង យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ខំ រៀន អី ចឹង ទៅ គាត់ ប៉ណ្ណឹង អត់ មាន ទៅ អី ខុស ក្រៅ ពី កិច្ច ការ នេះ តើ វា មាន កិច្ច ការ អី ផ្សេង ទៀត ដែល លោក គាត់ សម្គាល់ ដែរ ឬ ទេ ដូច ជា ចំពោះ អ្នក ក្រី ក្រ សិស្ស ក្រី ក្រ ឬ ក៏ គ្រូ បង្រៀន ដូច គ្នា ប៉ុន្តែ មាន ជីវភាព ក្រី ក្រ ដោយ សារ មូល ហេតុ នៃ កូន ច្រើន ឬ ក៏ ទិដ្ឋភាព ផ្សេង ៗ គ្នា នាំ ឲ្យ មាន បញ្ហា ជួប លំបាក លំបាក នៅ ក្នុង ជីវភាព រស់ នៅ តើ អកប្បកិរិយា របស់ គាត់ នឹង សម្ដែង ចំពោះ អ្នក ដែល ក្រី ក្រ អ្នក ដែល ទន់ ខ្សោយ ជាង គាត់ នឹង យ៉ាង ដូច ម្តេច ដែរ ចំពោះ កូន សិស្ស ក្រី ក្រ ដែល ខ្ញុំ តាម ដែល ខ្ញុំ សង្កេត មក គឺ ថា គាត់ ជួយ បង្ហាត់ ដោយ អត់ យក ថ្លៃ គឺ គាត់ ហៅ កូន សិស្ស
tăng on nâng đây ban mặt thạ rư pi thạ tây bằng hạt giặc cua chẳng quật ọt dọc đầm lầy tê ọt miền dọc lầy pi con sa tê chui chui con sa và đó chấm này vị chi ở con sa nằm bây giờ chết đằng chỗ cả đại quật và sai chợ tông chỉ mới nâng sừng cùng đôi chia chỉ mới nâng kêu và riêng đôi khi nía còn đôi chia một lực này vật chia lấy đại quật bàn từ bằng riêng nơi tin nu ta luộc quật tổng quát khơi giang mạch đá chỉ bộ một lực luôn quật to làm càng kết bọc nhóm cứ mình đại khơi quật ban chia lỗ thang nia to nia ấy cũng đại khơi này mình đại khơi quật to nia bộ quật tụ bây ta kí cất khơi giang mạch thay sọc sờ lan quật giang mạch tài quật mình nhận ta hồ rương khi học vậy từ bậc căn từ ấy nâng chụp bút ở đây mật hệ kêu đôi khi nó ở đây mình đại ta kết khơi đi lộc từ bậc bùa đã tưởng tới miền kêu mui kêu pi giang từ bậc hạt cua ở lưới miền cả nó miền pi lưới kêu chia kêu bộ mạ quật nâng khang browser khang còn nhiều sờ la phong hay một cái tịch còn bàn tay phương hiến cho mùi nâng cột đáy cột ọt dâu lưỡi lưỡi bàn tì nhẹ này chú chú cho mùi nâng mạch cho than sân cung khăn cài của sân chết để chia sân cung để cột rốt nữ để lùng nơi than và cột rốt nữ nâng khăn ông phúm nâng khăn ông tiên cái này để cột rốt nữ sân nạn nữ đâm bày cột vừa cừu nâng cà nóng ta lục sân kết khuyên thà ca và thải chạy tông cho mùi nâng phô rọt nữ khăn ông sân cung xạ cung để cột rốt nữ nâng dàng mạch đáy lọp miền cao bạc co tầm nọ to tên chỉ mùi nặng nẹt đầu tây đại được tí rồi co tầm nốc bồng rong giang đây mình đây đá nơi con đường sông cung cà ruộng nơi đó bọc cọt nặng nhom bàn nơi chăng ai biết nhiệt đại được chứ này nhom mình say bàn chỉ cây khơi thác cọt nặng bồi chi chuẩn nặng giang mạch thế nặng nhom tam ọt đằng ọt ọt khơi đại ọt đằng ọt hiền thả thế hai pi sắc cam ấp hiệp nơi ca bằng riêng ở đây nâng miền tật chất nâng không ca ăn cru đò dục yul đò sơ hay nâng miền trở tật pi sột bột là o mình chơi bậc căn luôn được bậc căn rực nô số thà tá còn bàn vừa vay khá đại tí bằng cao thân đại vừa vay khá nơi không ngầm lòng pi đại còn từ bờ riêng nơi vượt giờ lại nô cả nó pel dạ cọt pel nông bay cho nam nắng người ta khơi thạc ca thư đặt đường con sơ phải riêng dọc chất tộc đặt nông bên này sơ nông bên này chỉ kêu và hát sơ toàn pel máu lia ăn vọt trầm trai nâng chui con sơ nông ca bằng riêng cu ớt dọc thay dọc ấy nâng nâng ca kết bọc nhom trai bên nâng nhom ớt hàm đằng đại ớt cho ông pi phần đại khang để dụ bài vĩnh ta cả pi nằm sặc sà đại lục bàn sặc sà cho mồi cọt bảy năm cả bằng hạt bằng riêng bằng cọt cả đôi chia tia sanh để dụ bài bằng cọt đại bàn bằng chênh ở lục đằng rìa cổ cồn sơ xây chết đằng tí tha cọt nứng chia mình nục miền nền địa cờ hòm mình nền địa cờ hòm và này tha nơi miền nền địa cá nên là lịch thị công minh đi nơi khăn ông sơ mai nô vô sơ mai học sơ bẩm bẩm học sơ mai học sơ bẩm học sơ bẩm nữa đôi chia miền tầm nô nơi sông sông cung khmer nơi sông tập tòa kêu bằng riêng tam sơ lan niên ni cái đôi chia sơ tòa cả sĩ có khởi tha miền ca tự chế phía xa chỉ chơn ông pi pa nhà hà lịch thị công minh đi ta cà phê lục riêng nữa ta lục bàn đập nơi cà thì chơi về nhảy đi co thật cái đây cà này gì một căn lục ông pi lịch thị của mình đi đại tí cà phê không nằm sát xa đứng cứ thở bàn đang khá đây đang toàn thà phê trong mau ông tới quật phía xa lên vì rương cà sạc co lơ cả giặc co gần ta cả giặc co chrome ấy chăng chăng và nặng
ក្នុងក្រុមនិយមក្នុងអំឡុងឆ្នាំឆ្លោះក្នុងអំឡុងទស្សវត្ស 60ហ្នឹងមានការចាប់ខ្លួនគាត់ដែរឬទេព្រឹត្តិការណ៍នៃការចាប់ខ្លួនការក្នុងទស្សវត្ស 60ហ្នឹងគាត់តែដឹងថាចាប់ខ្លួនតែមិនដឹងថាចាប់ខ្លួនពីរឿងម៉េចអីម៉េចផងអត់ដឹងចាប់ពីរឿងអីបើថាបែកគ្នាត្រឹមឆ្នាំ1600ហ្នឹងលែងជួបគាត់ទៅអត់ដឹងដែរទេការនោះលោករៀនថ្នាក់ទី 1 ជាមួយគាត់ហ្នឹងរៀនបានចប់ទេចប់ឆ្នាំទេឬក៏បាត់ខ្លួនគាត់មុនពេលកម្មសិក្សាត្រូវបានបញ្ចប់ chăm này như vậy này về nó như vậy đấy tôi chỉ chọc mình đang còn chọc còn đang đấy đang xong tôi chứ vừa nhau mình chăm này thì còn đấy bàn riêng cứ thà bàn riêng nạ tì mùi đang bàn riêng ở lúc lúc này chắc lắm ta miền xâm nô vầy xua đò xạ xây rụp hình đại rệt tí ជាបន្តនេះអង្គជំរះសូមគុលវេទិកាទៅតំណាងសហប្រញ្ញាដើម្បីសួរសំណួរទៅកាន់សាក្សីរូបនេះប្រសិនបើមានសំណួរសូមជើញអរគុណលោកប្រធានអង្គជំរះសូមស្វាគមន៍លោកទេពសែនបាទសំណួរទី 1 របស់ខ្ញុំជូនលោកសួរថាតើនៅពេលដែលលោកជាសិស្សរបស់គាត់នៅពេលនោះតើលោកដែលធ្លាប់ត្រូវបានលោកនិយាយជំរាបជូនអង្គជំរាបបាញ់មិញថាលោកបានដឹងពីទំនោរនៃលទ្ធិកុម្មុយនីសខ្លះៗដែលគាត់ធ្លាប់បានជួបលោកនិយាយពីវណ្ណៈនីតុននិងកសិករតើនៅពេលនោះ ក្នុងនាមគាត់ជាគ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យារបស់លោកនោះថាតើគាត់នឹងមានបានណែនាំលោកថាគួរយើងចោះចូលនឹងរួមចលនានឹងរួមដៃគ្នាដើម្បីនឹងធ្វើបដិវត្តនឹងទេលោកបាទនៅពេលនោះគឺថាគាត់គាត់បានតែចុងចុងម៉ោងហើយគាត់មានប្រសាសន៍និយាយលេងសើចទេតែការ ប្របួលអីហ្នឹងគាត់មិនដែលប្របួលទេអរគុណលោកតែនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សារបស់លោកដែរនោះលោកមានចាប់អារម្មណ៍ទេថាតើចលនាកុម្មុយនីសដែលហៅថាចលនាខ្មែរក្រហមមានការផលផុសទេនៅក្នុងស្រទាប់បញ្ញវន្តជាពិសេសនៅសាលា វិទ្យាល័យប្រៃឈរជើងប្រៃនោះនៅពេលនោះក្រន្តែយល់ថាមានចលនាខ្លះៗតែມັນដឹងជាធ្វើសកម្មភាពអ្វីៗផ្សេងៗទៀតនឹងគឺខ្ញុំអត់ដឹងអត់បានដឹងទេដឹងថាមានយ៉ាងនេះមានយ៉ាងនោះ នឹងប៉ុន្តែມັນដឹងថាធ្វើសកម្មភាពអីនឹងលេចចេញពីធំណាមកពីខាងណាមកអត់ដឹងដែរទេអរគុណលោកនៅពេលដែលលោកជាសិស្សរបស់គាត់នឹងតើលោកក្នុងពេលនោះលោកជាសិស្សម្នាក់ពូកែដែរទេនៅពេលនោះនៅពេលនោះខ្ញុំបានជាសិស្ស มันจะสักผู้กายเต้ក្រំតើជាកោតសិស្សមធ្យមរៀនបានមធ្យមអរគុណលោកទេពសែមខ្ញុំអស់សំណួរជូនលោកហើយខ្ញុំនឹងអវេលសំណួរនឹងជូនសក្តិរៃរបស់ខ្ញុំដើម្បីសួរលោកបន្តនឹងអរគុណលោកប្រធានអង្គជំនុំជំរះសូមជើញតំណាងសាប្រញ្ញាអន្តរជាតិ
Merci, Monsieur le Président. Monsieur, bonjour. Donc, quelques questions très courtes à vous poser également. Est-ce que l'accusé avait une autorité naturelle vis-à-vis de ses étudiants? Est-ce qu'il était donc naturellement respecté? Et est-ce que son autorité aurait été un jour contestée par l'un de ses élèves? ការនំកំឡុងឆ្នាំ3ឆ្នាំហ្នឹងពីពោះភេទរៈភេទរវាងសិស្សនិងគ្រូហ្នឹងកូនសិស្សមិនដែលបានចោទសួរពីគាត់យ៉ាងម៉េចវិញអត់ទេចេះតែស្រួលទៅដល់ថាស្រួលសហការនេះស្រួលទេតែមានបានតំណោះទោះកូនសិស្សដេញដោលយ៉ាងម៉េចក៏គ្មានដែរ Est-ce qu'il vous accordait ce même statut que lui parce qu'il était un très jeune enseignant et donc il était très proche de ses élèves? ដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងឯងមានឋានៈដូចថាមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងកូនសិស្សរបស់គាត់នោះបាទគាត់ផ្ដល់ឋានៈឲ្យដល់ខ្ញុំបាទក៏ខ្ញុំបាទជាសិស្សទូទៅហ្នឹងក៏ដូចតែគ្នាអត់ដែលប្រកាន់ដែរអីទេឡើងចុះលេងសើចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចក៏គាត់មិនដែលប្រកាន់ទេ Est-ce que cette proximité que vous aviez avec votre enseignant lui permettait en quelque sorte d'influencer sur vos opinions, sur votre façon d'être et d'étudier? Est-ce qu'il a été, parce que vous le connaissiez bien et pendant trois années, est-ce qu'il a été en quelque sorte un modèle pour vous et pour les autres élèves? Est-ce que vous l'admiriez? លោកនឹងសម្រាប់សិស្សដតីទីដែរទេតើលោកគោរពនឹងកោតសរសើរគាត់ដែរឬទេបាទក្នុងកំឡុង3ឆ្នាំហ្នឹងភាអតីតហ្នឹងគឺថាអាចចាត់ទុកថាគឺគោរពគាត់ធ្វើបានត្រឹមត្រូវមែនហ្នឹងកាលពីក្នុងកំឡុងនោះ Est-ce qu'à votre avis, il mettait tout en œuvre pour être admiré, pour être aimé par ses élèves? ដល់គាត់ធ្វើសកម្មភាពនឹងជារាល់ពេលរាល់វេលារាល់ឆ្នាំទៅកូនសិស្សចេះស្រឡាញ់គាត់ជាបន្តបន្ទាប់ចឹងទៅនឹងការងាររបស់គាត់ S'il était attentionné et généreux avec ses élèves, est-ce que vous pensez que ça lui permettait d'en retirer un certain prestige, une certaine réputation, ainsi qu'un certain leadership au sein du groupe, au sein des classes dans lesquelles il enseignait?
Quand il était généreux et attentif avec les élèves, notamment les élèves de classe paysanne sans doute, et d'autres également qui avaient du mal à suivre le niveau, est-ce que l'accusé pouvait à l'époque légitimement en retirer une certaine fierté, un prestige ou même une certaine domination au sein de sa classe? Monsieur le Président, je pense que c'est une question à laquelle le témoin aura du mal à répondre. Il n'est pas expert, il vous dit ce qu'il a vu, mais vous demandez s'il peut penser qu'il tirait un bénéfice de ça. Comment voulez-vous qu'il le sache? Vous avez posé des questions aux experts psychiatres, c'était à eux qu'il fallait les poser, mais pas au témoin. Monsieur le Président, je vais reformuler la question. Le fait justement d'être attentif et généreux envers les élèves, le mettait-il, selon vous, en position d'être écouté, apprécié et de vous influencer? ហើយនឹងគាត់បានផ្ដល់ជាអតិពលផ្សេងៗទៅដល់សិស្សគាត់តែអញ្ចឹងមែនដែរឬទេបាទគាត់សកម្មភាពដែរគាត់ធ្វើគឺថាជាអតិពលធំកូនសិស្សស្រឡាញ់រាប់អានគាត់ចូលចិត្តទៅរៀនជាមួយគាត់គាត់បើកជាគូជាអីហ្នឹងគឺកូនសិស្សចូលចិត្តមិនបាច់ចាំពីថាមានម៉ែយើងថាមិនបាច់ចាំបបួលច្រើនទេឲ្យតែរាប់ J'aurais une dernière question, monsieur. Concernant les relations avec ses supérieurs, les relations de l'accusé avec ses supérieurs. Est-ce qu'à un moment donné, il aurait fait faire à ses élèves des choses pour plaire à ses supérieurs hiérarchiques dans le but de faire plaisir au directeur de l'établissement ou à d'autres collègues? មេរបស់គាត់ដូចជានាយកសាលាអញ្ចឹងដែរហ្នឹងគ្រូផ្សេងទៀតតើគាត់មានចង់ឲ្យសិស្សធ្វើការគោរពអញ្ចឹងដូចគាត់ដែរឬទេបាទធម្មតាពេលនោះມັນថាជាគាត់ឬជាគ្រូដល់តៃទៀតទេក្នុងការចង់ឲ្យគោរពហ្នឹងគឺខាងកាលនោះកូនសិស្សចំនួនពីឆ្នាំកំឡុង 3 ឆ្នាំ ឬ មុន 3 ឆ្នាំ ហ្នឹង គឺគោរពកោតខ្លាចគ្រូ Je vous remercie, monsieur. Je n'ai plus d'autres questions, monsieur le Président. Monsieur le Thank you, Mr. President. This is a different witness, so this is a new request. And we do, the civil party lawyers, we do request that you, Mr. President, tell this witness that the reason why the civil parties are not there is because they do not understand the decision which do not authorize the lawyers to ask this witness any questions. មិនអនុញ្ញាតឲ្យមេធាវីសួរសំណួរឬក៏ដើមនឹងរដ្ឋវេនីសួរសំណួរទៅកាន់សាក់សីនោះទេសូមអរគុណលោកប្រធានលោកអឡង់វឹកណឺហាក់ដូចជាមានជំនាញខាងនិយាយច្រើនដែរណាមែនទេ
Dương mình là gì trong đại tí hay mình ăn nhát ở lục là gì tiệt tì. Chuyện chụp cháu càng kỳ yếu mình đi lục bàn sạch đạp hơi ông bì bầm nong và thân ra rồi bò xạ xây xù sát đài miền cao bằng hợp này bầm nong đi đời mê tử vi rồi bò lục phòng xua rú ta lục an nhạt rồi còn miền bầm nong anh nhát ơi xù sát nâng bàn chụp và thay tiện tường xù sọc tục lục đài được tí. Xong có rộp lộp bật thiên nhóm từng bí nhạc xa lành rộp an thiên này bạch kênh dù hà ơi trong chuốc kênh lý kênh xông lộp bật thiên án lúc rùa ở bàn chuốc kênh xong ọ quân ông chân bè anh nhạc ơi xù sát nập trái chất tông với lúc hay mình trái anh rẽ một tí không khen chứ mùi nâng cà làm chí tăng rộm rùa làm bây ơi gọt bàn bật trái chất tông kênh nâng không ông lộng ສໍາລະພິສາថ្ងៃຕ້ອງນີ້ໃຫ້ອ້ອງຍົມແຮງສົມຈໍາລຽບດອລຈົນຈົດຈອດພ້ອມໄດ້ຖ້າສັກໄສບາຫາສັກໄສຄໍາອັມປີອັດຈະລັດຕຽງ 6 រូបកាសសម្រាប់ដើម្បីពិសាថ្ងៃត្រង់ហើយដំណើរការសម្រាប់ការគឺលើកទៅបន្តនៅរុស្ស៊ីលយ៉ាប់ពីម៉ោង1:30នាទីហើយអរគុណដល់លោកទីផ្សែមដែលបានអញ្ជើញមកដំណើរការចូលរួមសម្រាប់ការតាមការកោះហៅរបស់តុលាការក៏ប៉ុន្តែដោយសារហេតុផលនៃពេលវេលាគឺការធ្វើសក្ខីកម្មរបស់លោកមិនទាន់ចប់ទេនៅភាគីខាងមេធាវីការពារក្តីត្រូវ តាំងសំណួរចំពោះលោកទៀតហើយដូច្នេះអង្គជំនុំជម្រះសូមអញ្ជើញលោកដើម្បីរសៀលនេះចាប់ពីម៉ោង1:30ដើម្បីលោកបន្តធ្វើសកម្មកម្មដោយឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់មេធាវីការពារក្តីអនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងឲ្យនាំជំនួយទៅកាន់បន្ទប់រងចាំហើយឲ្យនាំគាត់ ត្រឡប់មកវិញមកសាធារណការវិញនៅរុស្ស៊ីលនេះបានមុនម៉ោង1:30នាទីសូមអញ្ជើញក្រោយឈរ